mì phải có pate, siro phải có máu BD trong người, đúng không râu? Gì mày? Ê ơi, gì mày? Gì BD? Ủa vậy vậy? Là mê, anh là trai hẳn nha, mà nói mất quan điểm. À, cái gì mà trai thẳng? À ok ok, em không biết là Rô có phải là trai thẳng hay không, mà hồi nãy em mới xem cái ba lori từ đường quyền tình yêu của anh Dịch á, với lại Hero Team mình á, thì em thấy Rô hình như là Rô mặc cái bộ đồ con gái phải không ta? Phải không nhỉ? Cái đạo diễn bắt diễn thì mình diễn thôi, tao giết mày giờ, giết mày. À ok ok, cái này là do đạo diễn bắt Siro mặc cái bộ đồ con gái, chứ Rô đâu muốn mặc đồ con gái đâu, đúng không? Đúng rồi. À ok rồi. Thôi em giỡn xíu mà làm gì ghê quá vậy. À quên, từ nãy giờ quên chào bạn rồi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai dưới hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và hôm nay các bạn đang thấy kế bên mình, xin giới thiệu các bạn, đó chính là một cái cục than đang thui thời lùi. Xin giới thiệu các bạn, đó chính là anh Siro. Chào mọi người đi anh. Hello em. Ơi rồi, anh chào mọi người là anh phải quay qua đây, anh giơ tay anh chào mọi người, chứ anh cứ quay cái lưng về phía khán giả làm gì vậy? Quay qua đây coi. À. Quay qua đây. Trời ơi trời. À. Quay cái đầu á, chứ ai kêu ông quay cái đít mà làm gì mà cái đầu á. Rồi ok, hello, chào. Hello anh em. Rồi hello anh em. Rồi ok, trời ơi bạn ơi, sao Siro hôm nay ổng nhạt nhẽo quá ta. Ok, thì hôm nay nữa bạn ơi, mình đã mời anh Siro vào trong đây để quay cùng với mình một cái video gọi là khá là vui bạn ơi. Bạn biết là video gì không? Đó chính là video mình và anh Rô, bọn mình sẽ cùng nhau xây nhà Among Us. Rô biết Among Us không? Tao tưởng mày gửi tao vô đây chém nhau. Chém gì mà chém? Tào lao. Bọn mình là anh em với nhau thì chúng ta không nên được đánh nhau, hiểu không? Với lại là đánh nhau là xấu lắm mấy bạn. Mấy bạn nhỏ nhớ nè, không được quýnh nhau nghe chưa. Quýnh nhau là xấu lắm á, là bị phụ huynh mời, là cô giáo mời phụ huynh lên cái là coi như là xong luôn á, về bị quýnh đòn á. Cho nên là không được quýnh nhau nghe chưa. Rô này suốt ngày gọi là suối bậy không à. Hôm nay em với Rô cùng nhau qua bên đây nè. Đây, Rô coi nè. Ở bên đây em đã chuẩn bị cho Rô nguyên một cái bãi đất trống luôn. Và hôm nay hai đứa mình sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà hình con Among Us. Rô thấy cái này hay không? Vui không? Chùm ba cái dạ Among Us anh thắng chắc rồi. Trời ơi, thắng chắc đồ. Ok bạn ơi, vậy để xem coi nhà Among Us của anh Siro và nhà của mình ai sẽ xây đẹp hơn nha các bạn nha. Các bạn đừng quên là hãy để cho video này một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh của anh Siro đăng ký hội cho anh Siro cùng các thành viên của Hero Team nha các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xây nhà Among Us thế nào? Nẹt vô. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ mình với anh Siro sẽ cùng nhau xây gọi là cái ngôi nhà hình con Among Us nha. Trời ơi bạn coi kìa, anh Siro sử dụng từng cục đá để xây lên. Trời ơi, nhìn nó gì đâu, nó chậm gì đâu luôn á trời. Đã là pro trong game Mini World là không phải sử dụng bằng những cái khối không, mà mình sẽ sử dụng bằng một cái vũ khí mới của Mini World mới vừa sản xuất ra. Để bạn xem đây. À không, cái này lâu rồi. Sao anh? Anh xây sao rồi? Cái gì xây nhanh vậy? Đâu? Trời, ông bị điên hả ông? Tôi kêu ông xây nhà Among Us, ông xây cái hình cái ngôi nhà gì đâu mà cái ngôi nhà gì đâu có nó lép xẹp vậy sao sống được? Tào lao. Trời ơi trời. Nè, xây đàng hoàng đi anh, xây nhà Among Us đàng hoàng đi. Ok, bây giờ bạn coi mình nha, mình sẽ sử dụng cái cổ máy mới, vũ khí mới của Mini World này. Cái này nó có thể giúp chúng ta xây được rất là nhanh luôn bạn ơi. Đó. Mình sẽ xây nó cao thế này nè. Đó, bạn thấy chưa? Mình phải xây nhà Among Us á thì mình phải xây làm sao cho thật là to. Phải càng to thì mới càng gọi là đẹp được, chứ xây nhỏ xíu giống anh Rô nhìn xấu quá à. Thì mình là màu xanh dương cho nên tất nhiên rồi, mình sẽ chọn block màu xanh dương. Ok. Ai bấm vào đây nè, sao chọn màu xanh dương. Rồi ok. Sao mình chỉ cần bấm nút cái thôi thì nó sẽ xuất hiện nguyên cái khối bự thùng lù ở đây luôn. Bùm. Đó. Mày thấy chưa? Xuất hiện nguyên một cái khối màu xanh dương bự thùng lù ở đây luôn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây nó thành cái hình con Among Us nha các bạn nha. Rồi. Đầu tiên thì con Among Us của mình á, thì mình nghĩ rằng là chúng ta phải xây cho nó một cái miệng trước. Mình muốn xây hình con Among Us mà cái miệng của nó phải mở to ra bạn ơi, nhìn giống như là con quái vật đang tính ăn thịt cái gì đó. Mình thích làm imposter lắm, bởi vì trong game Among Us á, mình chơi game mình toàn bị imposter giết không à, cho nên mình không thích bị giết. Mình muốn đi giết người ta, cho nên mình sẽ chọn làm imposter nha. Mình sẽ xây cho nó cái miệng giống như con imposter á, kẻ giết người á bạn. Ok, xây cái miệng nè. Vậy imposter. Imposter kẻ giết người á, Rô không biết imposter hả? Trời ơi, Rô nước quá vậy. Kẻ giết người là mua đờ mà. Tào lao. Imposter thì nói chung là imposter hay kẻ giết người cũng vậy thôi. Rồi, ok bạn ơi, thì mình đã xây cho con gọi là
ao mông ếch của mình một cái hàm răng vô cùng gọi là xấu xí, nhìn y như bị súng răng vậy các bạn. Nhưng mà thôi, phải xây vậy thôi chứ giờ biết sao. Imposter thì làm sao mà đẹp được, đúng không? Đó, ok, mình sẽ lấy cây súng bắn sơn nè. Mình sẽ sơn cho nó cái miệng nha. Thì cái miệng bên trong cái miệng thì mình sẽ sơn thành màu đỏ thế này nè. Đó, y như là máu vậy các bạn ơi. Bởi vì là imposter thì nó thường đi giết những người, những con ao mông ếch ở trên gọi là tàu, cho nên là sẽ dính đầy máu ở trong miệng đó. Mình sẽ xây cho nó bên trong miệng của nó màu đỏ đó, nhìn y như là máu luôn. Ok. Rồi, ok, vậy là đã xong cái miệng của nó đó bạn ơi. À, rồi, tiếp theo nữa là còn thiếu gì ta để xem coi. À đúng rồi, còn thiếu cái đôi mắt của nó nữa để mình xem coi Rô xây đôi cái đôi mắt sao. Ui, trời ơi, Rô xây con ao mông ếch gì đâu mà có cái mắt đẹp quá vậy. Ok, mình sẽ bắt chước theo Rô, mình xây con mắt như thế này nha. Hỏi bạn thấy không, mình gọi là mình đâu có muốn bắt chước đâu, mà tại Rô xây đẹp quá cho nên mình phải bắt chước theo thôi chứ giờ sao. Ok, Rô ơi, cho em bắt chước anh xây cái đôi mắt giống vậy nha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ xây ra thế này nè. Để xem coi. Mình sẽ to ra xíu, xây cho nó cái một cái đầu đã. Con ao mông ếch thì thường nó có một cái đầu chọc, cho nên mình sẽ xây cho nó cái đầu chọc nha các bạn nha. Xây ra chỗ này. Rồi, ok bạn ơi, mình đã xây xong cho nó một cái đầu chọc lóc rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái mắt kính cho nó nha. Thì mình sẽ bấm vào đây nè, sau đó mình sẽ chọn cái màu mà lóc màu gì ta, màu xám đi. Mình sẽ xây cái mắt kính màu xám. Mình nghĩ lại rồi, mình sẽ không xây giống anh Rô đâu. Xây giống anh Rô thì nó lại không phù hợp, tại vì con của mình nó màu xanh rồi. Xây mắt kính màu mà nó màu xanh luôn á thì nó sẽ bị trùng màu, nó sẽ không được đẹp, hiểu không? Cho nên là mình sẽ xây cho nó mắt kính màu xám đó. Hợp lý không? Kiểu như là cái tượng của anh Rô màu xám, anh xây mắt kính màu xanh, còn mình tượng màu xanh thì mình xây cái mắt kính màu xám. Ồ, hợp lý. Trời ơi, đúng là phong cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh. Quá thông minh các bạn ơi. Ok, rồi mình sẽ xây mắt kính ra nha. À, rồi anh xây đến đâu rồi? À, xây sắp xong rồi. Gì xây sắp xong xây nhanh vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, chưa gì là mình thấy là anh Rô đã thua mình rồi đó. Biết tại sao không? Tại vì cái tượng ao mông ếch của mình to hơn anh Rô rất là nhiều luôn. Anh Rô chịu thua đi. Ha. Ha. Ok rồi, giờ mình sẽ xây cái này này đó. Rồi ok, đập cái lắp ở đây đấy. Nhìn nó cũng không giống cái mắt kính lắm ha. Từ để sửa lại xíu. Như thế này. Rồi, như thế này nè, nhìn nó giống mắt kính hơn rồi đó. Rồi ok, nhìn nó gọi là giống cái mắt kính hơn rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa, ao mông ếch nó có gì ta, còn thiếu gì không ta? À đúng rồi, còn thiếu cái chân. Mình quên mất, con ao mông ếch là phải có cái chân chứ. Bây giờ mình sẽ chui vô bên trong, mình xây cho nó cái chân ở đây nha các bạn nha. Cái chân ở đây có vẻ là hơi ngắn nha. Nhưng mà khoan, mình sẽ phải tỉa lại cái chỗ này một tí để cho cái thân ở bên dưới của nó phải tròn tròn xíu các bạn ơi. Con ao mông ếch thì nó có hình tròn chứ không phải là hình vuông, cho nên mình sẽ phải đập cái chỗ này ra cho nó thành cái hình tròn các bạn ạ. Ok. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình đã tỉa cho con ao mông ếch của mình nó thành cái hình tròn y như là cái hạt đậu phộng luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ chui xuống đây, chúng ta sẽ xây cho nó gọi là những cái chân nha các bạn nha. Thì mình sẽ canh ở phía giữa đi, ở phía giữa là phía này nè. Ok, đi vào 1, 2 ô. Ok, 2 ô là phía là chỗ này. Ok, mình sẽ xây ra 3 lóc như thế này. Đấy, xây bên dưới chân nó trước. Ok rồi, xây cho nó cái chân của nó cũng phải hình tròn luôn nha các bạn nha. Bởi vì cái người của nó hình tròn rồi, cái chân của nó cũng phải hình tròn luôn. Nhiều lúc á mình cứ tưởng rằng là mình là người gọi là mập lắm rồi chứ ai dè nó con ao mông ếch nhìn nó còn mập hơn mình luôn bạn ơi. Ok rồi, xây ra vô nè. 1, 2, 3. Đấy, đập chỗ này ra nữa. Xây qua như thế này đó. Ok, quá đẹp luôn. Rồi xây qua đây. Ơ chết, vậy là hai cái chân của nó sẽ bị dính vô nhau rồi. Ôi không được, không được, được. Phải xây lại chỗ này, phải xây lại đó. Xây lại như thế này thôi. Ok, để cho hai cái chân nó không bị dính vô nhau các bạn ơi. Không thôi mình xây kiểu mình xây ba bà lóc thì cái chân của nó sẽ bị dính vô nhau. Ok rồi, đặt cái này thế này đấy. Ok, và thế là đã xong cái chân của con ao mông ếch. Mà khoan, nhìn nó hơi sai bạn ơi, sao cái người nó to đùng mà cái chân nó bé tí tẹo vậy ta. Phải sửa lại một chút mới được, phải sửa lại. Bây giờ cái chân của nó đã to hơn tí nè bạn ơi. Hồi nãy chân nó hơi nhỏ, bây giờ nó to hơn tí nè đó. Ok, thì con ao mông ếch mà gọi là imposter các bạn, thì thường thì nó hả miệng ra hay thì nó sẽ dùng cái lưỡi của nó để đâm xuyên sọ cái người mà nó muốn giết. Bây giờ cho nên là mình sẽ sử dụng một cái block màu hồng để mình xây cho nó một cái lưỡi nha các bạn nha. Đó, con ao mông ếch thì nó có một cái lưỡi rất là dài, nhìn y như là con Venom luôn bạn ơi. Đó, nhìn cực kỳ gọi là kinh dị luôn đó. Mình sẽ xây nó một cái lưỡi thật là to nha. Đó, xây thế này. Cao lên xíu. Trời ơi, anh Rô là gọi là chùm, gọi là
hát rap với lại chùm beatbox ở trong Hero Team rồi, nhưng mà con này nó có cái lưỡi gọi là dài hơn Andro. Andro sẽ beatbox không lại nó đâu. Ok rồi, ok à, rồi anh thử rap một đoạn nào đó cho mấy bạn fan nghe đi anh. Ok, và đó là anh em tốt chơi nhiệt tình chứ không gì tiền. Thôi bỏ đi, bài này em nghe nhiều em chán mà. Thôi mệt quá. Thôi chạy. Ok bạn ơi, đã thấy không? Con Amoth của mình bây giờ nó đã có cái lưỡi siêu dài luôn rồi đấy. Nhìn cực kỳ gọi là kinh dị luôn. Trời. Rồi ơi trời, đó, cái chân thì ngắn ngủn mà cái lưỡi thì dài rồi. Ok. Rồi, vậy là coi như mình đã xây xong ngôi nhà. Ngôi nhà thì phải là vô trong sống được chứ, tại sao ngôi nhà mà chỉ gọi là có cái thân của Amoth không ta? Quên mất, mình phải vô trong mình xây cho nó cái người bên trong, nó phải xây thêm cái nhà nữa, đúng rồi. Đập chỗ này ra làm cái cửa nè. Đó, sau đó mình sẽ chui người nó. Mình xây cái căn phòng ở trong nhà nó nha các bạn nha. Ok. Xong. Cuối cùng thì mình cũng đã xây xong được một cái căn phòng ở bên trong bụng của con Amoth của mình nè các bạn ơi. Đó, căn phòng trong bụng của nó nha. Bây giờ mình sẽ chui trong mình trang trí cho nó các bạn nha. Đó, thì là một YouTuber đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh, cho nên mình không thể nào mà thiếu một bộ PC để gọi là ngồi gọi là quay video cho bạn xem, hiểu không? Cho nên mình sẽ chuẩn bị cho mình cái bàn nè. Đó. Sau mình sẽ bấm vào đây, bạn thấy không? Mình đã chuẩn bị cho mình nguyên một cái dàn PC gọi là cực kỳ xịn trong đây luôn. Mình sẽ lấy nó ra. À, lấy nó ra nè. À, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ để gọi là cái dàn PC của mình lên nha bạn nha. Đầu tiên là màn hình nè. Tiếp theo đó là con chuột nữa bạn ơi. Ngược rồi. Phía này mới đúng. Đó, con chuột nè. Rồi, sau đó là thùng PC. Để như thế nào ta? Thế này đúng không? Giờ dạy bên trong xíu. Đó, thùng PC nè. Tiếp theo nữa là bàn phím, đúng rồi. Là YouTuber là phải có bàn phím để còn làm việc chứ, chẳng lẽ chơi bằng chuột không, đúng không? Đó, ok. Tiếp theo nữa là tai nghe. Đó, dùng tai nghe để nghe nhạc nè. Đó, cực kỳ xịn luôn. Và đặc biệt thứ không thể thiếu chính là một cái hamburger các bạn ơi. Đó. Một cái hamburger cực kỳ to luôn. Như những bạn nào mà là fan lâu năm của Phong thì chắc các bạn cũng biết rằng là Phong là một người rất là thích hamburger luôn các bạn ơi. Nhất là hamburger gà quay đó, cực kỳ ngon luôn à. Ok, nhưng mà cái hamburger hình như nó hơi to, bạn ơi, nó che mất luôn cái dàn PC của mình rồi. Cho nên mình sẽ để cái hamburger lên trên dàn PC luôn. Để thế cho anh này. Ôi, xịn, đúng rồi, phải để thế này nè. Đó, cực kỳ xịn luôn. Rồi, tiếp theo nữa là gì ta, để xem coi. Tiếp theo nữa là mình phải trang trí cho nó thêm giường ngủ với lại mấy cái bóng đèn đồ cái kiểu nữa, đúng rồi. Phải trang trí thêm giường ngủ rồi nữa chứ. Nếu như không có mấy cái này thì sẽ gọi là rất là bất tiện, hiểu không? Sống trong một ngôi nhà là phải có giường ngủ. Đấy, ok. Mình sẽ đập này ra nè, sau đó mình sẽ trang trí hai bóng đèn ở đây. Trang trí vô. Ok, mỗi bên mình sẽ trang trí hai bóng đèn. Đó. Ở trước cửa cũng có luôn. Đập mấy cái đèn cầy ra đi. Ok. Rồi, sau đó mình sẽ để cái giường ở đây. Mình sẽ để gần ba cái giường luôn. Bởi vì các bạn biết rồi, Phong là một người gọi là rất là mập, cho nên là Phong sẽ phải gọi là cần ba cái giường mới vừa Phong. Thôi giỡn thôi. Phong làm gì mập? Phong xấu muối chứ không có mập nha bạn nha. Mình chỉ giỡn các bạn cho vui thôi chứ Phong là gì mập. Đấy, ok. Sau đó để thêm gọi là hai cái tượng ở hai bên thế này để trang trí đi. Đó. Rồi, ok. Gắn hai đèn phía trên xíu. Đó, trời ơi, nhìn xịn sò con bò liền. Rồi, gắn thêm hai cái đầu rộng ở đây nữa là nhìn giống y như là cái giường của đức vua luôn bạn ơi. Cực kỳ xịn luôn nha. Phía trên thì mình nghĩ rằng mình sẽ gắn cho nó một cái bóng đèn như thế này. Đấy, gắn vào thế này. Đó, cho nó sáng cái phòng. Rồi, ok. Còn thiếu gì nữa không ta, để mình xem coi. À đúng rồi, còn thiếu kệ sách đồ nữa chứ. Đúng rồi, mình phải cần có kệ sách rồi rất là nhiều thứ nữa, từ từ để kiếm coi. À, có trái banh nè, mình sẽ lấy cho mình cái trái banh để khi nào mình buồn mình sẽ có banh để mình chơi đó. Ok, rồi đây mình đã chuẩn bị xong rồi đây. Đầu tiên là phải thêm kệ sách vào nè các bạn ơi. Đó, bởi vì Phong là một người rất là thích đọc truyện tranh và đọc tiểu thuyết luôn, cho nên là Phong cần phải có một cái kệ sách để bỏ truyện tranh và tiểu thuyết lên. Đấy, ok. Giường ngủ chỗ này mình nghĩ rằng mình sẽ để hai cái bóng đèn đơm đớm đó để cho nó sáng, nhìn cho nó đẹp hơn. Rồi, tiếp theo nữa là một bức tranh. Bức tranh thì mình nghĩ rằng mình sẽ treo ở trên đây đi, treo ở giữa giường nè. Đó, nhưng mà để gì lên vậy ta? Để mình coi có cái gì đẹp đẹp. À, có bông hoa sen nè, đúng rồi, mình sẽ để bông hoa sen lên. Mà sao nó nhỏ xíu vậy, không được, được. Bỏ cái khác để coi còn cái gì không ta. Có cái gì bỏ lên đẹp nha. À đây, miếng dưa hấu, đúng rồi, không, hamburger đi. Đúng rồi, bỏ cái hamburger. Phong là người thích rất là thích hamburger, cho nên mình sẽ để cái hamburger đây làm bức tranh nha các bạn nha. Cực kỳ xịn luôn, ok. Rồi, thêm mấy cái bình bông ở xung quanh nữa. Đó, sống trong nhà là phải có ít hoa đồ cái kiểu cho nó đẹp, hiểu không? Rồi, anh làm gì đâu? Râu, tự nhiên anh qua nhà em mà anh làm gì? Trời, ông ngủ trên giường của mình luôn mày ơi. Đi ra chỗ khác, giường này giường của em. Giường này chỉ anh riêng với em. Đi ra, dàn PC của em mà, đi ra chỗ khác coi. Trời, ông Rô này ông quậy các bạn ơi. Ông mặc cái bộ đồ nhìn y như là ăn trộm. Ông vô trong nhà mình, có khi nào bị mất đồ ông ta đi kiểm tra rồi coi chừng bị mất cái gì hay sao. Ôi trời. Dì ăn trộm mày. Cái bộ đồ Amoth. Cái bộ đồ Amoth đúng không? Rồi, ok em giỡn mà. Đó, để thêm hai trái banh vào đây để có gì mình gọi là mình chán, mình sẽ có banh để mình chơi bạn ơi. Đó, ok. Rồi, thế là xong. À khoan, chưa, mình phải để thêm hai cái lá cờ ở đây. Sau đó mình sẽ lấy cho mình thêm cái cánh cửa nữa.
chẳng lẽ là nhà mà không có cửa, không có cửa ăn trộm vô gom hết đồ em đi sao? Nhất là anh Rô, lỡ đó anh Rô gom hết đồ của em rồi đem đi sao? Đó, phải treo đây. Đó, ok. Rồi, thế là ngôi nhà hình A mông ếch gọi là của mình đã xây xong bạn ơi. Một con A mông ếch béo phì đó. Rồi đây mình sẽ cho bạn xem nha. Ở đây mình có xây cho nó một cái gì ta, một cái cầu thang cực kỳ dài luôn để mình leo lên đó, leo lên đó. Mở cửa ra, đi vào bên trong thì các bạn sẽ thấy rằng trong đây là một căn phòng cực kỳ đẹp, cực kỳ rộng và có đầy đủ mọi thứ, dàn PC, giường ngủ, gọi là chuyện tranh, gọi là mấy trái banh để chơi rồi các kiểu tùm lum la, đầy đủ hết luôn. Xịn chưa? Ok. Rồi để qua bên nhà Rô để coi nhà của Rô sao đây, để qua xem thử coi. Nhà của Rô. Trời. Con Among Us của Rô cũng có một cái lưỡi rất là dài bạn ơi, nhưng mà sao mà cái môi nó dính gì đây? Cái này là nó sơn môi hả Rô? Rồi con Among Us của Rô nó sơn môi hả? Không, cái này là máu á. Ủa cái gì? Cái này là máu hả? Trời, tôi em tưởng nó sơn môi chứ. Trời. Ok đi vô thử coi. Trời. Ủa anh để lava dưới đây chị anh. Anh tính nướng con Among Us của anh hả? Để chống quái vật. Chống quái vật hả? Ok, cũng hợp lý đó. Rồi mình vào trong mình xem nữa coi. Cái nhà của Rô thì có đầy đủ. Ôi trời, có cả toilet luôn nè. Tính ra nhà mình cũng thiếu cái toilet ta. Không sao, có gì em mắc toilet em qua em đi ké nhà trong nhà của Rô cũng được đó. Ok rồi vậy đi. Ok, ở đây là cầu thang. Chứ cầu thang ở đây nó có mấy cái giường nè. Đó, cũng đẹp phết chứ bộ. Có điều là nó hơi chật xíu thôi, tại nhà nó hơi nhỏ. Đấy, ok. Rồi, mấy bạn ơi, thì mấy bạn thấy rằng là nhà A mông ếch của anh Siro và nhà A mông ếch của mình, mấy bạn thấy nhà của ai đẹp hơn và thấy nhà của ai to hơn thì nhà to hơn chắc nhà của mình rồi. Còn nhà ai đẹp hơn thì các bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy chấm điểm cho hai con Among Us này. Siro được bao nhiêu điểm, mình được bao nhiêu điểm thì nhớ chấm điểm ở bên dưới nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em. Vậy rồi, tạm biệt. Bye bye. Thank you.